cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát an trụ tinh tấn Ba La Mật Đa mà dẫn nhiếp tịnh nữ Ba La Mật Đa? Phật dạy, này thiện hiện nếu đại bồ tát an trụ tinh tấn ba la mật đa tu tập các định đại bồ tát ấy xa lìa pháp dục ác bất thiện có tầm có từ ly sanh hỷ lạc nhập sơ thiền an trụ trọn vẹn tầm từ tịch tịnh an trụ trong tánh chuyên nhất của tâm thanh tịnh bình đẳng không tầm không từ định sanh hỷ lạc nhập đệ nhị thiền an trụ trọn vẹn ly hỷ trụ xả đầy đủ niệm tránh chi toàn thân thọ lạc bậc thánh ở trong đó năng thuyết năng xả an trụ đầy đủ niệm an vui nhập đệ tam thiền an trụ trọn vẹn dứt vui dứt khổ mừng lo tan biến chẳng khổ chẳng vui xả niệm thanh tịnh nhập đệ tứ thiền an trụ trọn vẹn Đại Bồ Tát ấy, đối với các hữu tình khởi tưởng ban vui, tác ý nhập từ vô lượng an trụ trọn vẹn, đối với các hữu tình khởi tưởng nhổ gốc sự khổ, tác ý nhập bi vô lượng an trụ trọn vẹn, đối với các hữu tình khởi tưởng mừng vui, tác ý nhập hỷ vô lượng an trụ trọn vẹn. Đối với các hữu tình khởi tưởng bình đẳng, đìa khổ vui, tác ý nhập xả vô lượng, an trụ trọn vẹn, đại Bồ Tát ấy, đối với các sắc khởi tưởng chán sự thô cạch, tác ý nhập định không vô biên xứ, an trụ trọn vẹn. Đối với các thức khởi tưởng tịch tịnh, tác ý nhập định thức vô biên xứ, an trụ trọn vẹn. Đối với vô sở hữu khởi tưởng tịch tịnh, tác ý nhập định vô sở hữu xứ, an trụ trọn vẹn. Đối với phi hữu tưởng, phi vô tưởng khởi tưởng tịch tịnh, tác ý nhập định phi tưởng, phi phi tưởng xứ, an trụ trọn vẹn đối với định diệt tưởng thọ khỏi tưởng ngưng nghỉ tác ý nhập định diệt tưởng thọ an trụ trọn vẹn đại bồ tát ấy tuy tu tịnh lự vô lượng vô sắc diệt định như thế mà chẳng nhiếp thủ quả dị thục ấy chỉ tùy theo hữu tình đáng được thọ nhận sự giáo hóa làm chỗ lợi lạc cho họ mà sanh vào đó đã sanh vào nơi ấy rồi dùng bốn sự nhiếp hóa, mã nhiếp hóa họ, phương tiện an lập, khiến đối với bố thí tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, tinh cần tu học. Đại Bồ Tát ấy nương vào các tịnh lự khởi thần thông thủ thắng, từ cõi Phật này đến cõi Phật khác gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi tánh tướng các Pháp sâu xa, tinh cẩn dẫn Pháp thiện căn thủ thắng. Đại Bồ Tát ấy tập hợp các thứ thiện căn như thế cho các hữu tình, cùng có như nhau hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, dùng vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng quả đại bồ đề như thế, xa lìa ba tâm, đó là Ai hồi hướng, hồi hướng để làm gì, hồi hướng về đâu, ba tâm như thế đều vĩnh viễn chẳng khởi. Thì này thiện hiện đó là Đại Bồ Tát An Trụ Tinh Tấn Ba La Mật Đa mà dẫn nhiếp tịnh lự Ba La Mật Đa